Ngày 18 tháng 2, chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đồng chí Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều nỗ lực quan tâm chăm lo tổ chức Tết cho nhân dân vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm chống lãng phí, đúng với tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngay sau Tết, các cấp, các ngành tập trung ngay vào việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, cần triển khai thực hiện tốt chỉ thị của Bộ Chính trị về bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị trực tuyến về công tác chăm lo Tết Tân Sửu 2021 của Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chí Nguyễn Thần Phong cho rằng Tết năm nay đã rất đặc biệt khi nhân dân thành phố đón Tết trong điều kiện dịch Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay thành phố đã kiểm soát được tình hình lây nhiễm trong cộng đồng và tiếp tục triển khai các biện pháp đầy đủ để đẩy lùi dịch bệnh. Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, thành phố đã sẵn sàng kế hoạch thiết lập 317 đội lấy mẫu của các bệnh viện công lập, trung tâm y tế để sẵn sàng đảm bảo công suất lấy 100.000 mẫu một ngày, khi cần thiết nâng lên 200.000 mẫu một ngày, sẵn sàng đảm bảo điều trị trong trường hợp có từ 50 đến 100 người bệnh hoặc tình huống có đến 100-200 người bệnh. Ngày 18 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu cách ly tập trung và xét nghiệm cá nhân người nhà tất cả những trường hợp tới từ tỉnh Hải Dương từ ngày 3 tháng 2 đến nay. Đối với tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị người tới từ khu vực tổ 1, khu phố 6, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long và xã Thủy An, An Sinh, Bình Dương, Nguyễn Huệ từ ngày 3 tháng 2 tới nay phải thực hiện cách ly tập trung. Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu cách ly tập trung đối với tất cả những người dân từng đến huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên từ ngày 10 tháng 2 đến nay. Ngày 18 tháng 2 tại bến xe miền Đông cũ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên đối với 101 hành khách đến từ các tỉnh có dịch. Việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên đối với hành khách tại bến xe được tiến hành liên tục trong những ngày qua từ đêm 30 Tết và đảm bảo đạt 100 mẫu một ngày. Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tính từ 18 giờ ngày 18 tháng 2 đến 6 giờ sáng ngày hôm nay ngày 19 tháng 2, Việt Nam không phát hiện ca mắc COVID-19 mới. Như vậy là Việt Nam đã có tổng cộng 1.448 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 755 ca. Cục Hàng không đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 đợt 1 cho các nhân viên hàng không trực tiếp xúc với hành khách và hàng hóa. Theo lý giải của Cục Hàng không, tại sân bay, các nhân viên hàng không tiếp xúc trực tiếp với hành khách, hành lý, hàng hóa có nguy cơ lây nhiễm virus cao, gồm có các nhân viên làm thủ tục hành khách, nhân viên phục vụ vận chuyển hàng hóa, tiếp viên, phi công và kiểm soát viên không lưu. Theo dự thảo nghị định về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đề xuất xử phạt từ 50 đến 80 triệu đồng đối với trường hợp cá nhân tổ chức tiết lộ, chia sẻ dữ liệu cá nhân trái phép chưa được sự đồng ý của cá nhân, gây tổn hại đến nhân phẩm, danh dự của người bị tiết lộ. Mức phạt này cũng được Bộ Công an đề xuất với các vi phạm về xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em hay hủy xóa dữ liệu cá nhân trái phép.